1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển bền vững biển, tạo đồng thuận trong toàn xã hội, nâng cao nhận thức, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy tổ chức Đảng, chính quyền trong tổ chức thực hiện kiểm tra giám sát quá trình triển khai thực hiện các chủ trương giải pháp về phát triển bền vững kinh tế biển nâng cao hiệu quả đa dạng hóa các hình thức nội dung tuyên truyền chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về biển đảo chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển việt nam trong toàn hệ thống chính trị trong nhân dân đồng bào ta ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế khẳng định chủ trương nhất quán của việt nam là duy trì môi trường hòa bình ổn định tôn trọng luật pháp quốc tế trên biển phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức đoàn thể các cấp trong công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, giám sát và phản biện xã hội việc thực hiện nghị quyết. 2. Hoàn thiện thể chế chính sách chiến lược quy hoạch kế hoạch về phát triển bền vững kinh tế biển. Gia soát, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về biển theo hướng phát triển bền vững, đảm bảo tính khả thi, đồng bộ, thống nhất, phù hợp với chuẩn mực luật pháp và điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. Tạo hành lang pháp lý thuận lợi để huy động các nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư xây dựng hạ tầng, phát triển khoa học công nghệ, nguồn nhân lực và chuyển giao tri thức về biển. Tích cực tham gia và chủ động thúc đẩy hình thành cơ chế toàn cầu và khu vực liên quan đến biển và đại dương. Kiện toàn hệ thống cơ quan quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển từ trung ương đến địa phương, đảm bảo hiện đại, đồng bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn cao nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan giữa trung ương với địa phương về công tác biển đảo kiện toàn cơ quan điều phối liên ngành chỉ đạo thống nhất việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển do thủ tướng chính phủ đứng đầu tăng cường năng lực cho bộ tài nguyên và môi trường thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ là cơ quan thường trực giúp chính phủ thủ tướng chính phủ quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển đảo kiện toàn mô hình tổ chức nâng cao năng lực quản lý các đảo quần đảo và vùng ven biển thực hiện bố trí dân cư trên các đảo gắn với chuyển đổi mô hình tổ chức sản xuất theo hướng thân thiện với biển và môi trường biển giả soát, bổ sung và xây dựng mới đồng bộ các chiến lược quy hoạch kế hoạch liên quan đến biển đảo theo hướng quản lý tổng hợp, phù hợp với hệ sinh thái biển, đảm bảo sự gắn kết hài hòa đồng bộ giữa bảo tồn và phát triển các vùng đất liền, vùng ven bờ, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Khẩn trương xây dựng quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch tổng thể khai thác sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ. 3. Phát triển khoa học công nghệ và tăng cường điều tra cơ bản biển thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, đẩy mạnh nghiên cứu, xác lập luận cứ khoa học cho việc hoạch định, hoàn thiện chính sách pháp luật về phát triển bền vững kinh tế biển. Ưu tiên đầu tư cho công tác điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực biển, hình thành các trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học biển, khai thác đáy biển sâu, công nghệ vũ trụ trong giám sát biển đạt trình độ tiên tiến trong khu vực đánh giá tiềm năng và lợi thế về điều kiện tự nhiên tài nguyên hệ sinh thái và các ngành lĩnh vực kinh tế biển như hàng hải khai thác nuôi trồng chế biến thủy hải sản năng lượng tái tạo thông tin và công nghệ số sinh dược học biển thiết bị tự vận hành ngầm xây dựng và thực hiện có hiệu quả chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển và hải đảo mở rộng nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong điều tra nghiên cứu ở các vùng biển quốc tế đầu tư đội tàu, nghiên cứu biển tiên tiến, thiết bị ngầm dưới biển, có khả năng nghiên cứu ở các vùng biển sâu. 4. Đẩy mạnh giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực biển Tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, kiến thức, hiểu biết về biển, đại dương, kỹ năng sinh tồn, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dân, phòng tránh thiên tai cho học sinh, sinh viên trong tất cả các bậc học cấp học phát triển nguồn nhân lực biển chất lượng cao phù hợp với nhu cầu thị trường có cơ chế chính sách đặc biệt thu hút nhân tài từng bước hình thành đội ngũ các nhà quản lý nhà khoa học chuyên gia đạt trình độ quốc tế có chuyên môn sâu về biển và đại dương có cơ chế hỗ trợ nâng cao chất lượng đào tạo phát triển mạng lưới cơ sở đào tạo nguồn nhân lực biển đạt trình độ tiên tiến trong khu vực thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu lao động của các ngành kinh tế biển và việc chuyển đổi nghề của người dân 5. Tăng cường năng lực đảm bảo quốc phòng an ninh, thực thi pháp luật trên biển. Hoàn thiện tổ chức các lực lượng đảm bảo quốc phòng an ninh, thực thi pháp luật trên biển, đầu tư trang thiết bị hiện đại, chú trọng đào tạo nhân lực, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật và tăng cường khả năng hiệp đồng tác chiến của các lực lượng tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và các quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đất nước xây dựng lực lượng công an khu vực ven biển đảo các khu đô thị khu kinh tế khu công nghiệp ven biển vững mạnh làm nòng cốt đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội vùng biển đảo nâng cao năng lực hoạt động của các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại thiên tai cứu hộ cứu nạn ứng phó với biến đổi khí hậu nước biển dân khu vực biển đảo đảm bảo an ninh an toàn cho dân cư người lao động và các hoạt động kinh tế khu vực biển xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vùng biển đảo. 6. Chủ động tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoại hợp tác quốc tế về biển thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế, kiên quyết kiên trì đấu tranh, bảo vệ chủ quyền và các lợi ích hợp pháp chính đáng của quốc gia trên biển, đồng thời chủ động tích cực giải quyết, xử lý các tranh chấp bất đồng trên Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 giữ gìn môi trường hòa bình ổn định và hợp tác để phát triển, tăng cường quan hệ với các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện và các nước bạn bè truyền thống, các nước có tiềm lực về biển, các nước có chung lợi ích trên nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền, bình đẳng, cùng có lợi và phù hợp với luật pháp quốc tế. Chủ động tích cực tham gia các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là các hoạt động hợp tác biển trong khuôn khổ ASEAN phối hợp với các nước thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông DOC, thúc đẩy ký Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC, thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế về quản lý sử dụng, bảo tồn bền vững biển đại dương, thực hiện nghiêm túc các điều ước thỏa thuận khu vực và quốc tế về biển đại dương mà Việt Nam đã tham gia nghiên cứu tham gia các điều ước quốc tế quan trọng về biển trước mắt ưu tiên các lĩnh vực về quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường nghiên cứu khoa học biển đẩy mạnh tham gia nghiên cứu khoa học khảo sát thăm dò khai thác tài nguyên tại các vùng biển quốc tế tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, tranh thủ sự hỗ trợ của các đối tác, các tổ chức quốc tế và khu vực để phát triển nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng vùng biển, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại và các ngành kinh tế biển, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dân. 7. Huy động nguồn lực, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư cho phát triển bền vững biển, xây dựng các tập đoàn kinh tế biển mạnh đẩy mạnh thu hút nguồn lực từ các thành phần kinh tế nhất là kinh tế tư nhân kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chủ động thu hút các nhà đầu tư lớn có công nghệ nguồn trình độ quản lý tiên tiến từ các nước phát triển ưu tiên đầu tư ngân sách nhà nước cho phát triển các huyện đảo xã đảo tiền tiêu xa bờ xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng biển đảo các khu kinh tế khu công nghiệp ven biển khuyến khích phát triển các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các tập đoàn kinh tế biển mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh trên biển, đặc biệt là các vùng biển xa bờ viễn dương. Tiếp tục cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước thuộc các ngành kinh tế biển, đảm bảo nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả sản xuất kinh doanh, sức cạnh tranh.